Kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập, một trong 7 kỳ quan vĩ đại nhất thế giới cổ đại, được UNESCO công nhận và xếp hạng vào di sản thế giới năm 1979. Có thể nói, đó là một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của loài người. Tọa lạc bên bờ sông Nin, nằm giữa sa mạc gần thủ đô Cairo của Ai Cập, kim tự tháp còn ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được giải đáp. Kim tự tháp, nơi chôn cất vua chúa, quan lại. Kim tự tháp là công trình kiến trúc hình chóp, có đáy hình vuông và bốn mặt xung quanh là hình tam giác đều. Đối với người Ai Cập cổ đại, kim tự tháp được xây dựng và sử dụng như một nơi chôn cất riêng dành cho nhà vua và quan lại. Cũng có một số truyền thuyết cho rằng nơi đây xây để bảo vệ các bí mật vĩ đại. Theo sử sách, sau khi lên ngôi, việc làm đầu tiên của vua là xây dựng kim tự tháp cho chính mình. Vì sao người Ai Cập xây dựng kim tự tháp? Theo nhiều tài liệu ghi lại, người Ai Cập cổ đại có niềm tin mãnh liệt về sự hồi sinh và bất tử. Họ chuẩn bị rất cẩn thận và chu đáo cho cái chết của bản thân mình và những người trong gia đình dòng họ bằng cách xây dựng lăng mộ. Kim tự tháp đóng vai trò là lăng mộ cho các pharaoh và hoàng hậu trong hai thời kỳ Cổ Vương quốc và Trung Vương quốc. Hình dạng của kim tự tháp Ai Cập được cho là tượng trưng cho mô đất nguyên thủy mà người Ai Cập tin là từ đó trái đất được tạo ra, cũng như những tia nắng mặt trời chiếu xuống. Tên của các kim tự tháp cũng có liên hệ tới ánh sáng mặt trời. Đến nay, các nhà khoa học đã tìm ra 138 kim tự tháp ở Ai Cập. Chúng đa phần đều được xây trên tảng ngạn sông Nin, nơi mặt trời lặn và được xem là có liên quan đến thế giới của người chết trong thần thoại Ai Cập. Sông Nin là sông chính của khu vực Bắc Phi, thường được coi là con sông dài nhất trên thế giới, với chiều dài 6.853 km và đổ nước vào Địa Trung Hải. Sông Nin có ảnh hưởng lớn nhất châu Phi, gắn liền với sự hình thành, phát triển và lụi tàn của nhiều vương quốc cổ đại, góp phần tạo dựng nên nền văn minh sông Nin. Có phải người ngoài hành tinh đã xây kim tự tháp? Kim tự tháp Ai Cập là kỳ quan cổ đại trải dài trên sa mạc và có thể nhìn thấy từ hàng ngàn dặm. Vậy ai là người xây dựng các công trình khổng lồ này? Một ví dụ như Giza là một trong những kim tự tháp lớn nhất ở Ai Cập. Công trình xây dựng làm lăng mộ chôn cất những vị pharaoh quyền lực. Dựa vào tài liệu cổ và ước tính khoa học, có thể hoàn thành công trình kim tự tháp này phải cần số lượng nhân công dao động từ hàng chục đến trăm ngàn người làm việc liên tục. Ngoài ra, cũng có rất nhiều giả thuyết đưa ra về người xây dựng kim tự tháp Ai Cập, gồm người Do Thái bị bắt làm nô lệ, cư dân của thành phố Atlantis đã mất và người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, tất cả giả thuyết trên chỉ là đồn đoán và không có bằng chứng cụ thể. Những dấu ấn đặc biệt của kim tự tháp. Một số đặc điểm đặc biệt của công trình này có thể kể đến như: được xây dựng trên tảng ngạn của bờ sông Nin gần thủ đô Cairo, sở hữu chiều cao gần 147m và diện tích bề mặt lớn nhất sắp xỉ gần 53.000m2. Hình dạng của kim tự tháp tượng trưng cho mô đất nguyên thủy, bề mặt được lát bằng đá vôi trắng đánh bóng, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy. Các khối đá rất lớn, trọng lượng mỗi khối đá nặng từ 2 đến 30 tấn, thậm chí có thể có khối nặng đến 80 tấn. Về kỹ thuật xây dựng, những khối đá nặng hàng chục tấn được di chuyển, đặt chính xác lên nhau mà không cần dùng đến máy móc hiện đại. Kim tự tháp Ai Cập cũng nổi tiếng với các bức tượng và tranh vẽ. Những bức tượng và tranh vẽ cung cấp những thông tin về đời sống, tôn giáo và văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Kim tự tháp Ai Cập không chỉ là kỳ quan kiến trúc của toàn nhân loại trên thế giới, mà công trình này còn ẩn chứa bên trong nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp. Những bí ẩn của kim tự tháp. Xây kim tự tháp để làm gì? Cho đến nay, các chuyên gia đưa ra rất nhiều giả thuyết giải thích về chức năng của việc xây dựng kim tự tháp. Có giả thuyết cho rằng, người Ai Cập cổ đại xây dựng để làm kho cất trữ vàng, đồ trang sức, các loại ngũ cốc
và các đồ vật có giá trị của giới thượng lưu. Tuy nhiên, một số khác lại đưa ra giả thuyết rằng kim tự tháp được xây với mục đích giúp con người kết nối với các vị thần linh thiêng. Cũng có giả thuyết cho rằng kim tự tháp xây dựng để bảo quản và lưu trữ thi hài của các pharaoh, nữ hoàng Ai Cập sau khi qua đời. Có người còn cho rằng mục đích xây dựng kim tự tháp là để người Ai Cập và Nubia có nơi trú ẩn an toàn mỗi khi xuất hiện những cơn bão cát kinh hoàng. Nơi đây còn được sử dụng để thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Sự bí ẩn của nhiệt độ và không khí bên trong. Cho dù nhiệt độ bên ngoài khá oi bức, nhưng bên trong tháp, cụ thể như tháp Giza, nhiệt độ luôn ổn định ở mức 20 độ C. Các nhà khoa học đã mang những đầu xu hang rỉ vào bên trong. Kết quả sau một tháng đem ra ngoài, thì đồng xu đã trở nên mới tinh và sáng bóng. Chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục đem vào một ly sữa tươi đặt vào bên trong sau một tháng, thì màu sắc và vị của sữa vẫn giữ nguyên. Hoa quả để đến 2 tuần lễ trong kim tự tháp vẫn rất tươi và không hề bị khô héo. Đây vẫn là bí ẩn mà chưa nhà khoa học nào lý giải được. Ly kỳ cách vận chuyển và xây dựng. Người Ai Cập cổ đại đã sử dụng phương tiện gì để vận chuyển và xây dựng từ hàng triệu khối đá, mỗi khối có trọng lượng đến chục tấn kết dính chặt chẽ lại với nhau? Các nhà khoa học hiện vẫn đang nghiên cứu phương pháp cắt đá của người Ai Cập. Họ đã tìm ra bằng chứng người Ai Cập sử dụng những cái đục đồng đỏ để khai thác vôi và sa thạch. Đối với những loại đá cứng hơn như diorite hay granite thì phải dùng đến dụng cụ mạnh hơn. Để có thể vận chuyển đá vôi đến công trường xây dựng, một nhóm người đàn ông và đàn bò sẽ kéo những tảng đá trên con đường bôi trơn bằng dầu. Kế tiếp, người ta sẽ dùng con dốc nhỏ được làm từ gạch bùn rồi phủ vữa lên trên nhằm làm cứng bề mặt. Sau đó, dùng hết sức vận chuyển tảng đá lên trên. Bên trong kim tự tháp được đặt rất nhiều loại bẫy khác nhau nhằm bảo vệ lăng mộ cổ của vua chúa khỏi sự làm phiền và quấy nhiễu. Tất cả các bẫy làm từ sợi thép mỏng, sắc nhọn được treo ngang tầm cổ. Ngoài ra, bẫy rắn cũng thường xuất hiện trong nhiều lăng mộ cổ của Ai Cập. Bên cạnh đó, loại bẫy không thể thiếu đó là bẫy độc. Người cổ đại sẽ rải rất nhiều bột hematit, loại kim loại sắc nhọn. Nếu ai vô tình hít phải thì cơ thể sẽ bị bào mòn và chết từ từ trong đau đớn. Bí ẩn vùng tam trùng. Vùng im lặng, tam giác quỷ Bermuda, quần thể kim tự tháp nằm trên cùng một đường thẳng của trái đất, hay còn gọi là tam trùng. Trên thế giới ngày nay vẫn còn tồn tại một bí ẩn mang tên tam trùng dị thường, có tất cả 3 khu vực bí ẩn nhất trên thế giới, bao gồm kim tự tháp Giza, Silent Zone, tức là vùng im lặng ở miền Bắc Mexico, và cuối cùng là tam giác quỷ Bermuda ở phía tây của Bắc Đại Tây Dương. Điều đặc biệt là bí ẩn tam trùng này cùng nằm trên một đường thẳng của trái đất. Silent Zone là vùng có khả năng vô hiệu hóa tất cả các loại sóng điện thoại và sóng âm. Còn tam giác quỷ, nghĩa địa đen trên biển, là nơi thường xuyên xuất hiện nhiều vụ biến mất bí ẩn của hàng loạt máy bay và tàu thuyền. Nằm thẳng với vành đai của chòm sao Orion. Kim tự tháp Giza ở Ai Cập nằm thẳng với vành đai của chòm sao Orion trên bầu trời. 3 ngọn đỉnh của các kim tự tháp được xây dựng để đại diện cho 3 ngôi sao trong vành đai của chòm sao Orion. Đó là Antinak, Anilam và Mitaka. Việc xây dựng các kim tự tháp rất có thể được liên kết đến việc quan sát, tôn sùng các thiên thể trên bầu trời trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Nằm ở trung tâm lục địa trái đất. Không chỉ là một trong 7 kỳ quan lớn nhất về kiến trúc và kỹ thuật xây dựng, kim tự tháp còn nằm ở vị trí trung tâm lục địa của trái đất, trên đường vĩ tuyến và kinh tuyến dài nhất trên thế giới. Điều thú vị tiếp theo nữa là quần thể kim tự tháp Giza đều quay mặt về đúng điểm cực bắc của trái đất. Đây được xem là công trình hướng về cực bắc chuẩn xác hơn bất kỳ một công trình kiến trúc xây dựng nào trên thế giới. Mặc dù được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, nhưng kim tự tháp Ai Cập cổ đại chỉ lệch so với điểm cực bắc trái đất với sai số khoảng 0,05 độ. Mà nguyên nhân là do điểm cực bắc thay đổi theo thời gian, chứ khi công trình hoàn tất, nó hướng về đúng điểm này. NASA phát hiện ngọn núi giống như kim tự tháp trên hành tinh lùn của hệ mặt trời. Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện một ngọn núi bí ẩn giống với kim tự tháp trên bề mặt hành tinh lùn giữa sao Mộc và sao Hỏa. Khi bay ở độ cao hơn 4.300 mét so với các tiểu hành tinh,
phi thuyền của Mỹ phát hiện một ngọn núi trên Ceres, hành tinh lùn thuộc vành đai tiểu hành tinh giữa sao Mộc và sao Hỏa. Ngọn núi kỳ lạ này có hình dáng tương tự như kim tự tháp Ai Cập cổ đại, có độ cao gần 5 km so với bề mặt của Ceres. Năng lượng bí ẩn bên trong kim tự tháp. Giả thuyết kỳ lạ được đưa ra, đó chính là hình dáng đặc biệt của kim tự tháp ẩn chứa một quyền năng bí ẩn có năng lượng tái sinh. Năng lượng này giúp cho những xác ướp Ai Cập bảo quản tốt hơn khi chôn cất ở bên trong. Vào những năm đầu thế kỷ thứ 20, nhà nghiên cứu André Boris, người Pháp đã tiến hành thử nghiệm lý thuyết về kim tự tháp Ai Cập. Mục đích của việc này để chứng minh bên trong có thực sự chứa năng lượng bí ẩn hay không. Ông đã xây dựng một bản sao thu nhỏ kim tự tháp và đặt thịt sống ở bên trong để quan sát xem việc phân hủy thịt diễn ra như thế nào. Kết quả chúng không hề bị thối mà khô như xác ướp. Sau đó, kiến trúc sư Can Bron đến từ Cộng hòa Séc cũng đã tiến hành thí nghiệm liên quan đến nguồn năng lượng bí ẩn này. Khi ông đặt chiếc dao cạo râu đã sử dụng vào bên trong, thì điều ngạc nhiên là năng lượng bên trong đã khôi phục lại và có vẻ sắc bén và sáng bóng của lưỡi dao. Vì thế, đến năm 1959, ông vinh dự nhận được giải thưởng bằng sáng chế về thí nghiệm liên quan đến năng lượng bí ẩn bên trong kim tự tháp. Chúng ta vừa tìm hiểu những bí ẩn của kim tự tháp Ai Cập. Mời các bạn comment những địa điểm mà các bạn cũng muốn chúng tôi khám phá ngay bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại! Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!